Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 73, ôn tập đo lường, tiết 1. Bài tập số 1, viết số tích hợp vào chỗ chấm. Câu A, 25 kg cộng với 18 kg bằng bao nhiêu kg? Rồi cách làm là các em lấy 25 cộng với 18. Các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp. 5 cộng 8 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 3 cộng 1 bằng 4. 43. Các em viết số 43 vào chỗ chấm. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành bài tập số 1 trước nha. Rồi tiếp theo, 43 kg trừ 18 kg bằng bao nhiêu kg? À, 25 cộng 18 bằng 43. Vậy 43 trừ 18 thì bằng 25. 43 trừ 25 thì bằng 18. 43 trừ 25 bằng 18. Câu B, 27 cộng với 8 7 cộng 8 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 35. 27 cộng 8 bằng 35. Vậy 35 trừ 8 bằng 27. 35 trừ 7 5 không trừ được 7. Lấy 15 trừ 7 bằng 8. Viết 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2. 28. 35 lít trừ 7 lít bằng 28 lít. Câu C, 2 kg nhân với 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 kg. 4 kg chia 2. 4 chia 2 bằng 2. 2 kg. Câu D, 5 lít nhân 5. 5 x 5 bằng 25, 25 lít. 25 chia 5 bằng 5, 5 lít. Bài tập số 2, các em điền số tích hợp vào các ô trống. Câu A, con mèo cân nặng bao nhiêu kg? Các em quan sát cân, ta thấy kim đồng hồ đang chỉ ở vị trí thăng bằng, tức là hai bên nặng bằng nhau. Như vậy, cân nặng của con mèo bằng 2 kg cộng với 5 kg. 2 cộng 5 bằng 7, 7 kg. B, quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu kg? Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành câu B nha. Quan sát hình, ta thấy kim đồng hồ đang chỉ ở vị trí thăng bằng, tức là hai bên nặng bằng nhau. Như vậy, 2 kg cộng với cân nặng của quả dưa hấu là bao nhiêu kg thì bằng 5 kg. Kem nhẩm 2 cộng mấy bằng 5? À, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy quả dưa hấu nặng 3 kg. Bài 3, giải bài toán theo tóm tắt sau. Tóm tắt: con bò cân nặng 250 kg, con trâu nặng hơn con bò 92 kg. Như vậy con trâu cân nặng bao nhiêu kg?
Trâu nặng hơn bò là 92 kg. Như vậy, cân nặng của con trâu bằng cân nặng của con bò cộng thêm 92 kg. Các em lấy 250 cộng với 92. Ta có con trâu cân nặng số kg là 250. Nặng hơn 92 kg thì các em cộng thêm 92. Rồi các em đặt tính và thực hiện phép tính này ra giấy nháp xem kết quả bằng bao nhiêu. 0 cộng 2 bằng 2. 5 cộng 9 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3. 342 kg. Rồi đáp số là 342 kg. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Các can đựng số lít nước như sau. Can A đựng 10 lít, can B đựng 2 lít, can C đựng 3 lít và can D đựng 5 lít. A. Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là bao nhiêu lít nước? Rồi trước hết là các em sẽ sắp xếp các dung tích này theo thứ tự từ bé đến lớn. 2 lít nhỏ hơn 3 lít. 3 lít nhỏ hơn 5 lít. 5 lít nhỏ hơn 10 lít. Như vậy, nhiều nước nhất là 10 lít, ít nước nhất là 2 lít. Muốn biết can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là bao nhiêu lít nước? Ta lấy số lớn trừ số bé, lấy 10 trừ 2 bằng 8. Như vậy là hơn 8 lít nước. B. Muốn lấy 2 can để được 7 lít nước thì cần lấy can B và can nào? Can B và can nào? Can B là 2 lít rồi. 2 lít cộng với mấy lít thì bằng 7 lít. 2 cộng mấy bằng 7? 2 cộng 5 bằng 7. 5 lít là can nào? 5 lít là can D. Vậy cần lấy can B và can D. C. Muốn lấy được 10 lít nước thì cần lấy các can nào? Các can nào mà có tổng số lít nước bằng 10? 2 cộng 3 bằng mấy? Bằng 5. 5 cộng 5 bằng 10. Như vậy cần lấy các can là B, C và D. 2 cộng 3 này, cộng 5 bằng 10. Như vậy cần lấy các can là B, C và D. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.